tới tay này nè, con có được thưởng à, con gửi về cho ba với má 5 chai. Trời ơi, thôi cái gì mà 5 chai dữ vậy, con làm cực khổ thì con cứ giữ con xài đi, hiểu không? Ý con nói á là gửi về cho ba má 5 chai xà bông chứ 5 triệu hồi nào. À,